Mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, thoái hóa hoàng điểm hay còn được gọi là thoái hóa điểm vàng thường xảy ra ở người lớn tuổi, thông thường chiếm tỷ lệ từ 10 cho đến 12% xảy ra ở người lớn tuổi trên 65 tuổi và tỷ lệ này sẽ là 30% đối với người trên 75 tuổi. Bệnh thoái hóa hoàng điểm thì thường sẽ có những triệu chứng rất là nhỏ như là thấy những cái điểm trắng mờ mờ vân vân. Chính vì vậy mà nhiều người có tâm lý là lơ là, chủ quan, không đi thăm khám, dẫn đến bệnh tiến triển nặng và có thể dẫn đến việc là bị mất thị lực hoàn toàn. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình với chủ đề đó là những triệu chứng cụ thể và phương pháp điều trị bệnh thoái hóa hoàng điểm, qua phần chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Đặng Thanh Tâm, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Xin kính chào MC Thanh Phương và xin kính chào quý vị khán giả. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Trước khi chúng ta lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ thì mời quý vị theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau nhé. Chiều chiều chim dịch kêu chiều, băn khoăn coi mà nhớ bạn, chín chiều gỗ đau. Ủa ba? Ủa dạ, dạ. Ủa? Tụi con chào ba, tụi con mới về. Tụi con mới về thăm ba hả? Dạ. Ủa ba làm gì vậy ba? Ba cứ thắc mắc mấy hôm gài cái màn này nè, nó quằn sao á? Ba ơi, nó vẫn đang thẳng lắm, nó đâu có bị gãy cái cây sào hay là cái gì đâu ba. Không phải nó gãy cái sào, nhưng mà hồi trước ba nhớ tụi con là có cái ly sắp đi xuống phải không? Dạ. Còn bây giờ ba thấy nó đi ngang nó giống như cái clip mía con. Ngộ nó. Thôi ba, hả? Ba ngồi xuống đây nghỉ đi ba. Trời ơi, ba thắc mắc mấy hôm nay tự nhiên có hai đứa con về, ba nhờ tụi con coi cái coi. Ủi lại đi chứ nó làm vậy là hư rồi đó. Anh cảm giác là mắt ba có vấn đề rồi. Chắc bà có tuổi rồi đó anh, nên mắt có vấn đề đó. Ba ơi. Hả con? Hả? Cái chai thuốc nhỏ mắt này nè, con mua cho ba vợ con. Nhưng mà con thấy bây giờ là ba cần hơn, cho nên con để lại cho ba nha. Bậy à, ba bị gì đâu mà đưa ba. Anh, gì kỳ vậy anh? Cái này là thuốc mua cho ba em, tự nhiên sao anh đưa cho ba anh xài? Ủa? Thì thuốc nhỏ mắt thì cứ nhỏ mắt nhỏ là được rồi. Trời ơi, anh không biết gì hết trơn đó. Ba em là bác sĩ khám rồi nói ba em là bị viêm màng bồ đào thì mới cho cái thuốc này xài. Còn ba chưa có biết là bị cái gì này kia nọ. Thuốc của ai người nấy xài, toa của ai người nấy dùng. Mình đâu có thể là dùng cái toa thuốc này cho người khác được anh. Miễn sao chai thuốc nhỏ vô mắt thì nhỏ vô mắt của ai cũng vậy. Trời đất ơi, đừng có ích kỷ. Trời, anh nói gì vậy? Em ích kỷ hồi nào? Chai thuốc đó anh nói để cho ba anh, em không chịu. Cái này là em lo cho ba của anh đó. Không có đúng bệnh đúng thuốc, lỡ có chuyện gì sao anh còn nói em ích kỷ nữa. Anh đang nói kiểu gì kỳ cục quá vậy? Đó, 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 bà thấy không, vì một chai thuốc mà cổ còn gây lộn với con, cho nên cái chuyện mà ba mà trong góng cháo để ẩm bồng là lâu nha, còn khuya sợ nhiều khi ly dị luôn á. Thôi cho ba khang đi, con mắc qua chút xíu, hai đứa con làm vậy biết nào mà có mấy cháu nội. Dạ. Nhưng mà không phải bên con dâu, mặt dâu nó phải hơn. Dạ. Bây giờ bay sổ mũi, bay cho uống thuốc sổ, bay chịu không? Nó khác chứ con. Con xin lỗi ba, ảnh vậy đó ba, cái tánh ảnh nóng nãy vậy đó, con mà không kiềm chế là nhiều khi cũng ly dị rồi. Thôi đừng ly dị, đừng nghĩ chính tới ba. Bây giờ dạ, anh bên nhà xài cho bệnh gì? Dạ, thật sự á, ba con á được bác sĩ chẩn đoán á là bị viêm màng bồ đào. Thì cho cái thuốc này nhỏ nhỏ. Còn ba đó là giống như hồi nãy ba nói á, tự nhiên cái màng nó đang thẳng mà ba nhìn thấy nó giống như ngoằn ngoèo, nó gợn sóng. Thì em nghi á là ba có cái triệu chứng của bệnh thoái hóa hoàng điểm. Dạ. Thôi thì bây giờ vậy nè, ba với anh cùng em nghe bác sĩ tư vấn coi là cái triệu chứng của ba phải là bị thoái hóa hoàng điểm hay không. Nếu mà bị á thì cái nguyên nhân và cái cách điều trị mình ra như thế nào. Rồi bác sĩ đâu con? Dạ đây ạ. Đây, đây. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì một nhân vật lớn tuổi có nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng do nhìn đường thẳng thành một cái đường sống. Vậy thoái hóa điểm vàng là như thế nào và vì sao nó lại có biểu hiện như vậy ạ? Trước tiên để đi vào câu hỏi thì Tâm xin được nói sơ về cái giải phẫu học của cái võng mạc. Võng mạc là một cái thành phần rất là quan trọng của đáy mắt, nằm ở phía sau, phía trong đáy mắt. Nó tiếp nhận ánh sáng, đó là cái nơi mà để nhận ánh sáng đưa hình ảnh về não trung tâm. Thì trong đó có một cái điểm rất là nhỏ, người ta gọi là hoàng điểm hay còn gọi là điểm vàng. Thì cái điểm vàng rất là nhạy cảm, nó có chứa những tế bào hình nón, tiêu hình que thì nó giúp cho ta nhận biết được những cái ảnh về chi tiết. Nên qua cái tiểu phẩm thì chúng ta thấy là thì nhìn cái màn thành ra đường cong thì đó là đã bị thoái hóa điểm vàng. Thì mà khi mà thoái hóa điểm vàng như vậy thì nó có những cái ảnh hưởng tới những cái chất lượng của hình ảnh, nhất là nó biến dạng hình. Bác Tâm xin chia sẻ thêm là thoái hóa về điểm vàng thì nó có hai thể loại, một gọi người ta gọi là thể khô, một gọi là thể ướt.
và thể ướt thì nó sẽ nặng hơn, thể khô nó chiếm 85-90%, nhưng mà nó sẽ diễn biến từ từ và nó dẫn tới mù từ 5-10 năm, diễn biến rất là chậm và ít phát hiện. Còn thể ướt chỉ có 10% nhưng mà nó diễn tiến rất nhanh, nó dẫn đến giảm cái chất lượng của thị lực, giảm chất lượng thị giác và dẫn đến cái mất cái thị lực vĩnh viễn. Vậy thì nguyên nhân cho đâu dẫn đến việc bị thoái hóa điểm vàng thế ạ, thưa bác sĩ? Nói về nguyên nhân thứ nhất là cái cơ bản nhất là nói đến vấn đề tuổi tác, người lớn tuổi là vấn đề là nguyên nhân đầu tiên. Và thứ hai nữa là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền là ví dụ như trong nhà mà có một người là bị cái thoái hóa điểm vàng thì những người thành viên về ruột thịt trong nhà thì có nguy cơ càng cao về cái thoái hóa điểm vàng, thì những cái thành viên đó nên đi khám định kỳ để phát hiện sớm. Cái thứ ba là mình muốn nói đây là vấn đề hút thuốc. Hút thuốc nó cũng tăng cái nguy cơ về cái thoái hóa điểm vàng và béo phì, là mình tăng cái trọng lượng cơ thể lên. Và nhất là những người béo phì mà đã có thoái hóa điểm vàng thì cái nguy cơ bệnh nặng nó càng cao hơn. Và một trong những cái yếu tố mà hiện đại bây giờ, nếu mình đi một cái quán cà phê hẹn bạn bè vô mình thấy không có nói chuyện mà toàn là dán vào trong màn hình không, thì những cái tia ánh sáng xanh đó nó ảnh hưởng vào điểm vàng, nó cũng gây nên cái nguy cơ thoái hóa điểm vàng cao hơn. Vậy thì hiện nay có những cái phương pháp cách thức điều trị nào đối với căn bệnh thoái hóa điểm vàng thì ạ? Về cái thoái hóa điểm vàng thì cái cách thức đầu tiên điều trị là chúng ta phát hiện sớm. Phát hiện sớm thì về như hồi nãy bác Tâm có chia sẻ là mình có hai cái thể là thể khô và thể ướt. Thể khô thì nó không có nguy hiểm và nó tiến triển bệnh là 5-10 năm. Với thể ướt thì ngày nay y học tới hiện đại, ngày xưa thì có những cái laser, chẳng hạn laser Quang Đông, người ta sẽ bắn dùng cái laser đó để bắn những cái vòng tăng sinh mạch máu phía sau. Nhưng ngày nay y học hiện đại thì gần đây nó có một gọi là chất chống tăng sinh, ta còn gọi là anti-VEGF, thì người ta tiêm vào thẳng vào trong nội nhãn, thẳng vào trong mắt nó bị thoái hóa điểm vàng. Thì cái đó là mỗi tháng mình sẽ tiêm một lần và tùy theo cái liệu trình có thể là 3-6 tháng. Tùy theo là bác sĩ khám. Dạ, vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Việc phòng ngừa cũng rất là quan trọng. Vậy thì chúng ta có những cái cách thức nào để phòng ngừa được chứng bệnh thoái hóa điểm vàng thì ạ? Bây giờ mình sẽ dựa vào những yếu tố nguy cơ để mình ngừa. Chẳng hạn như những người nào đã có yếu tố gia đình thì nên đi gặp bác sĩ nhãn khoa sớm. Nếu như mà những người béo phì thì mình phải tập thể dục. Còn những người hút thuốc lá thụ động thì mình cũng phải né đi cái nguồn thuốc. Phòng ngừa thì chúng ta nên dùng thêm những vitamin dinh dưỡng giàu chất omega 3, chẳng hạn như cá, rau xanh. Đi ra ngoài nắng thì mình sẽ đeo những cái kính bảo hộ để chống tia UV. Còn mình hạn chế dùng những cái phát ra những cái tia ánh sáng xanh, chẳng hạn như dùng những cái màn lọc, chẳng hạn máy vi tính mình dùng cái màn lọc thì hạn chế dùng điện thoại, thì sẽ làm cho đôi mắt của mình càng ngày càng khỏe hơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ với những thông tin chia sẻ hữu ích dành cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm quý vị nhé. Ai ly dị ai? Nghe xong thì anh biết anh lỗi rồi. Ai ly dị ai? Thôi mà, đừng nói móc nữa, anh xin lỗi vợ, con xin lỗi ba. Thôi bây giờ bỏ qua đi, chở ba đi khám bác sĩ liền. Dạ. Nghe nha. Dạ. Ba mừng quá mừng các con ạ. Ba mừng là mau hết bệnh đúng không ba? Không phải, ba mừng là sắp tới một khó cháu nội ấm bồng á. Vì hai đứa con hòa thuận rồi là phải khó cháu nội liền cho ba nha. Ba ơi, bây giờ ba lo khám cái bệnh của ba trước là thoái hóa quan điểm, rồi chuyện tụi con từ từ tính. Với lại như vậy nè, chẳng những mình đi khám cho ba mà gia đình mình á, mỗi người chúng ta phải nên ý thức là một năm chúng ta nên thăm khám mắt một lần. Ví dụ như mình biết ra mình bị cái bệnh gì thì mình ăn uống cho hợp lý nè. Ba với anh cũng vậy, ăn uống nhiều rau xanh, nhiều cá là tốt cho mắt. Rồi. Tập thể dục, vận động. Và đặc biệt á, ba cũng có tuổi rồi, ba giảm hút thuốc lại. Anh cũng giảm hút thuốc lại nghe không? Tại vì hút thuốc á, là mình sẽ ảnh hưởng huyết áp. Mình phải kiểm soát huyết áp của mình lại. Vợ con giỏi quá, năm sau ba có cháu chắc luôn. Lưu ý giúp phòng ngừa và điều trị thoái hóa hoàng điểm: không hút thuốc lá, tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chế độ ăn giàu dinh dưỡng, ăn nhiều cá và các thực phẩm giàu omega, trái cây tươi, các rau lá xanh đậm, bổ sung các vitamin khoáng chất. Khi đi ra ngoài nắng cần đeo kính râm để bảo vệ mắt, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Điều chỉnh thói quen, thời gian sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, TV. Khám mắt định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Để con mắt của tôi nó có vấn đề. Tôi thấy có gì đâu. Các bạn coi nè. Trời ơi, bạn bị bệnh đau mắt đỏ phải không? Nó cứ đỏ đỏ lâu rồi, rồi nó sốn nữa, mà dị ứng với ánh sáng lắm, không biết bệnh gì nữa. Cái này là bệnh
viêm màng bồ đào. Là bệnh về mắt đúng không? Đúng rồi. Mua thuốc chữa mắt, bạn lấy bằng xài đi, pha với nước rửa mặt. Ông xài chưa? Chưa. Căn cứ vô đâu mà ông đưa cho tôi, ông nói là chị bách bệnh là chị hết. Bây giờ tôi mời hai ông nghe bác sĩ tư vấn cách phòng ngừa, cách chữa trị của bệnh viêm màng bồ đào.